Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ bàn về vai trò của Internet trong cuộc sống hôm nay. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 7 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe đoạn văn hay nhất. Ngày nay, khi xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì đời sống con người ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Một trong những phát minh có ý nghĩa to lớn đối với đời sống con người chính là Internet. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng, gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Từ đó, mọi người có thể truy cập mọi thông tin trên toàn thế giới một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hiện nay, Internet vô cùng phổ biến và có vai trò to lớn đối với cuộc sống con người. Người người, nhà nhà sử dụng để tra cứu thông tin, truy cập mạng xã hội. Đầu tiên, Internet giúp con người tiếp cận và tra cứu thông tin nhanh chóng hơn. Nếu trước đây thông tin kiến thức được lưu lại chủ yếu ở dạng sách vở, thì hiện nay bạn có thể tra cứu thông tin ở mọi lĩnh vực ở Internet chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Việc này làm cho cuộc sống của chúng ta tối ưu hơn, ta có thể tìm hiểu, học hỏi ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó, Internet còn giúp chúng ta truy cập mạng xã hội, kết nối, giao lưu với bạn bè, người thân ở xa xôi hàng ngày, hoặc kết thêm những bạn mới và chia sẻ những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống. Ngoài ra, Internet còn giúp chúng ta giải trí, thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, mệt mỏi thông qua những câu chuyện cười hoặc những trò chơi điện tử. Internet làm cho cuộc sống của con người được hiện đại và tối ưu hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vai trò trên, Internet cũng có những mặt trái, những tác hại to lớn mà chúng ta phải kể đến. Đó chính là nó khiến con người bị phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Nhiều trường hợp nghiện Internet đã dẫn đến học tập lơ là, ảnh hưởng đến sức khỏe và tiêu tốn nhiều thời gian tiền bạc. Internet vốn được sinh ra mang thông điệp mà sứ mạng tốt đẹp để phục vụ con người. Chúng ta hãy sử dụng chúng một cách thông minh và hợp lý để chúng phát huy tối đa công dụng của mình. Hãy là một người sử dụng Internet thông minh và hợp lý. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.